tìm mẹ hả? Con đang tìm mẹ hả? Tobi, mẹ để đồ ăn cho con ăn chưa? Con đang tìm mẹ hả? Hả? Con tìm mẹ hả? Tê. Mình ơi, con cũng ăn với mẹ với Tobi không? Ừ. Cả hả? Con qua đây. Là bánh gì đó, mẹ? Bánh này hả? Bánh này mẹ mua đấy. Nè, cô Bi ngồi đây. Mẹ làm. Nhưng mà có thể mẹ bánh này ngon. Ngon đúng không? Mà cái tổ là bên trong có kem. Này mẹ cho con. Này mẹ cho con. Rồi, cho cô Bi nha. Mẹ cho cô Bi liền mà. Mẹ con. Em Cô Bi đang ngồi vườn tìm mẹ luôn á. Ngon không Cô Bi? Hử? Chắc Cô Bi nhớ mẹ cho nên Cô Bi mình đang ra ngoài vườn tìm mẹ. Có phải nhớ mẹ không? Ngon không? Vâng. Ngon không con? Còn bắt chiếc xe của Bi luôn. Bắt từ mấy ngay như mẹ. Đúng rồi. Mẹ đi làm về công việc. Mẹ cho con lớn lên con mẹ nha. Mẹ cảm ơn nha. Con đi đi. Này, mẹ cho con Bi miếng nữa này. Ngon không? Tí mẹ lấy nho ăn nha. Nho cho hai anh em ăn. Hôm nay trời nóng quá nhờ. Mẹ cảm ơn nha. Con ăn nữa không? Mẹ lấy bánh cho con. Con nhưng mà mẹ lấy nho. Con nho rồi mẹ lấy cho. Nhưng mà nho hơi chua đấy. Chua đúng không? Còn nho nữa không? Không ăn nữa à? Thật à? Chua không? Chắc cô Bi thấy ăn chua rồi. Cô Bi không có biểu hiện gì của chị chua cả. Cô ăn bình ăn cứ như thế này nè. Tại vì chua lắm. Tại vì động vật nó có lươi làm giống như người bình thường được đâu.